gọi em đến bên ai xa vai. Mỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù du tàn trò qua đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi. Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đã trở lại với kênh của DVH Audio ngày hôm nay nha. Trong clip này thì DVH sẽ giới thiệu tới toàn thể quý vị khán giả yêu quý là cái đôi loa CAF. CAF nó là mã nó là V12 cộng các bạn. Đây hôm nay thì DVH thì lại mang loa ra ngoài cái khu công viên này. Mang loa ra ngoài khu công viên này để quay cho các xem, và ở clip lát nữa thì sẽ làm clip review về con súp này. Hôm trước thì mình có làm clip nhưng mà chẳng may nó bị dính bản quyền, thành ra là không up YouTube cho các xem được. Thì hôm nay thì sẽ review về con súp này nhá các bác nhá. Bây giờ làm ở clip này sẽ review về con loa trước. Đây là một đôi loa bãi, mã nó là CFV12+. Như hôm qua thì có làm clip review về ruột gan của nó. Đây vẫn cái con hôm qua này. Hôm nay sẽ bày ra đây để lát nữa thì sẽ mở qua một tí về ruột gan cho nó, cho những bác nào mà hôm qua chưa xem. Đấy, một cái cấu hình này. Hôm nay mang ra đây hai quả súp 50 này, đôi loa này, hai con đẩy, một con vang và hệ thống điện đóm. Hệ thống điện đóm thì mình đang chạy bằng bình ắc quy 12V 100A các bác nhá. Và qua kích điện này, đấy từ bình ắc quy qua kích điện là để ra nuôi cái dàn thiết bị này. Ở ngoài công viên này thì nó không có điện, ra ngoài này thì chỉ được cái là nó thoáng, nó mát mẻ thôi. Và bật to thì cũng không ai bảo gì, nhưng mà cái nhược điểm là không có điện ấy, dùng bằng điện lưới thì bao giờ nó có khỏe hơn là điện bình ắc quy các bác nhá. Bật bằng điện bình ắc quy thì không thể nào nó khỏe bằng được rồi. Và ở đoạn clip vừa nãy thì DVS đã bật test qua một tí nhạc. Đấy, một tí cái nhạc không lời cho các bác nghe. Phải nói là cái đôi loa CAF V12+ này tiếng sáng, nghe gọn tiếng, thanh sắc rõ ràng. Và bây giờ thì sẽ test cái tiếng micro của cái đôi loa này nhá. Mời quý vị khán giả quý vị đón xem. Trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc sâu tiếng hát chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe, này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm
nhạc dù tiếng hát chơi vơi hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giấc mơ, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mà thấy hay thì nhớ cho DVH một like nha. Đứng ngay trước loa hả? Nghe rõ không? Một cái ấy. Ở đây đứng ở gần thì nghe nó nhiều trầm hơn, nhưng chắc là đứng ở đằng trước thì nghe kiểu nghe nó thanh hơn nữa. Ở đây nghe trầm trầm hơn một chút, chắc chắn là ra đấy nghe nó sẽ thanh hơn. Vừa rồi thì các bác đã được nghe DVH test qua cái chất âm, test qua cái chất nhạc và cái tiếng micro của cái dòng loa này. Thì như ở clip ngày hôm qua DVH đã nói chung là loa xịn thì mặc định hay rồi, không cần phải bàn cãi gì nhiều về cái chất âm của nó nữa rồi. CF V12 cộng, con này giá DVH thì đang định bán với mức giá là 8,2 triệu các bác nhá. Cái này ở đây đấy, hàng bãi này, hàng bãi về là vẫn y nguyên như thế. Cái này là chưa qua vệ sinh nhá. Vừa đấy các bác xem đấy, bãi về là cứ thế bóc ra là quay clip luôn cho các bác xem thì nó hơi bẩn. Thì cái này thì hàng mà trước khi xuất đi cho các bác thì DVH thì sẽ lau chùi và sẽ vệ sinh lại để cho nó sẽ đẹp đẽ hơn, chứ không ai như thế này mà bán đi cho các bác cả. Cái này chỉ gọi là quay clip vậy thôi. Mã của nó đây, V12 cộng các bác nha. Đây số mã vạch rồi là số series của nó này. Nhưng tuy nhiên là cái này thì do vận chuyển thì chắc là nó xước một cái tem. Nó cho loa xịn nhá. Đây một con này là chính là con hôm qua DVH đã bùng ruột ra cho các bác xem này. Nó xịn, nhìn nó chất lừ. Củ của nó là toàn là củ Selectison. Củ Selectison này là một cái hãng. Tắt đi hộ cái. Sao đang ấy bật làm gì? Tắt đi. Đây con này, thanh niên hiền này chán thật, đang quay clip lại nghịch bước nghịch cả. Tép cũng là của Selectison luôn nhá. Con này là bát tép, nó đều là cái chấu cài dây, nhưng mà tuy nhiên là nhà sản xuất thì CF thì họ đã hàn luôn vào đây rồi. Họ hàn luôn vào đây thì cái điểm lợi của nó là chắc chắn là không bao giờ bị xì xoẹt do cái điểm kết nối ở đây. Và cái bất lợi là nếu mà chúng ta thay thế sửa chữa thì sẽ phải nhả mối hàn ra. Củ rất là đẹp các bác nhá. Nhìn cái thép, nhìn cái chất thép của nó này. Củ của Selectison TF1225. Con này mã là gì đây? CDX1-1745. Cái này thì của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, Selectison. Đây các bác nhìn này. Nhìn này, tem cái của nó này. Nhìn bác sĩ nó phải như thế này chứ. Đấy, nhìn nó làm khôn không? Rất là khôn luôn. Con này thế, bát tép đều có mã vạch hết nhá các bác nhá. Rất là đẹp. Con này thì đẹp cấm chê vào đâu, để loa hãng này, hàng hãng này ở trên cái phân tần của nó. Nhất nhất cái bát gì cao cho xem phân tần. Đây chính là cái mảng phân tần của nó. Phân tần con này là có sò để chống cháy tép các bác nhá. Có mạch chống cháy tép. Đấy, loa xịn rất là ngon. Cái này thì DVH thì sẽ bán với mức giá là 8,2 triệu đồng giá tại cửa hàng. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho DVS để được sở hữu đôi loa này nhá. Một đôi loa bãi xịn luôn. Cái này thì mông má vệ sinh vào thì nó sẽ lại đen xì. Không những đen nó lại còn bóng nữa. Và rất là đẹp. Ở đây thì hàng bãi mới về hôm qua còn chưa kịp vệ sinh thì nó vẫn y nguyên như vậy nha các bác nha. Chất âm rất là hay. Tép này của nó tiếng tơi. Tép này nghe tiếng rất tơi, sáng. Các bác phải đứng ở đây, các bác phải đứng tại đây nghe nó mới phê. Chứ còn nói thật là nghe qua điện thoại thì nó chỉ chung chung thôi. Nghe nó chỉ hay bằng cái loa điện thoại thôi.
điện thoại xịn thì nghe nó mới hay, chứ còn các bác mà nghe bằng điện thoại đểu thì không thể nào mà hay được các bác nhá. Đấy, một cái đôi loa xịn, này là đôi loa bãi xịn luôn, hàng chính hãng, không phải là một đôi loa tàu hay loa vỡ loa vẩn gì cả. Hàng xịn chính hãng luôn, và có một cái mức giá rất là thơm. Rất là thơm, giá hơn 8 triệu thì chắc chắn là ai cũng có thể mua được rồi. Không quá đắt đỏ cho một đôi loa bãi xịn. Rồi ok nhá, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của DVH và các bác đừng quên ấn đăng ký, ấn nút đăng ký để cập nhật các clip mới nhất của DVH nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.